Xin chào mọi người nhé. Hôm nay có cán sự ở Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông có gọi điện hôm nay lên thăm thôn bản để tìm hiểu về bản sắc văn hóa của dân tộc địa phương. Hôm nay được trưởng thôn cũng bố trí mấy anh em chuẩn bị bếp núc làm bữa cơm để chờ cán bộ từ Bộ Văn hóa lên. Đó, cái bếp đang làm những cái món thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, những cái món nộm hoa chuối, rồi cá nướng, thịt nướng, rồi làm những các cái món dân dã ở bản địa thường khi hay dùng. Đây là thịt nướng, thịt lợn. Đây là hoa chuối thái để chuẩn bị nộm với thịt vịt. Đây măng, măng nứa mọi người nhé. Đây là riềng, rồi là những cái thịt thái chuẩn bị nộm hoa chuối. Đây, đây là rau rạo của Lam ở bề rừng cốt đây. Hôm nay hái về cho các cán bộ ở Bộ Văn hóa ăn thử xem có ăn được không. Thì cái món này rất là đắng, thuốc đắng giá tật mọi người ạ. Tuy là đắng nhưng mà khi nuốt vào có vị ngọt ngọt ở dưới cổ họng á. Để review hôm nay trời rất là nhiều mây, mây xuống lưng chừng núi mọi người ạ. Mấy cái ngọn núi bên kia nó cao chót vót, nhìn thấy như vậy đó là mây xuống lưng chừng rồi. Mời mọi người cùng theo dõi xem. Đây, các cán bộ có chữ đây, Bộ Văn hóa đây. Đấy, mấy mâm cơm mọi người đang ăn. Có cán bộ văn hóa xã này, bí thư chi bộ, trưởng thôn, rồi phó chủ tịch xã, rồi già làng trưởng bán, rồi các thành phần.